cấm không cho vay đó. Còn bên đây là cái để thiêu đó, lò thiêu đó, con biết không? À, đó lò thiêu, còn cái này là để hài cốt. À. Ui rộng nhỉ, mình bây giờ mới biết. Không đi được đâu. Đi bao giờ? Đúng rồi ạ. Chị nghe Thái nói là chính tay á. Đua gầm tháng 10 âm lịch đó, thì cái này là kêu bằng ghe ngô, không phải kêu bằng thuyền. Thuyền thì nó có khác, còn cái này kêu ghe ngô của người Khmer để bơi đua là gầm tháng 10 để đưa nước đó. Hơn cái này chắc bao nhiêu người hả? Này là 44 người. À, 44 người, còn nhiều nữa là 60 người. Nó dài. Cái hình tượng là ghe ngô. Nó có mũi và lái nó nhọn. Nó là rước nước nó nhanh. Thế bên nào là đầu và bên nào là cuối hả bác? Cái đầu là bên này, còn cái kia là cuối. Nếu mà hai bên đi nhau cái này bác. Theo chú nói là cái này chưa có đúng. Nếu là đua là người sắc cờ, chúng ta sắc cờ. Còn cái một cái nhỏ ở trong nhà Khmer đó, cái đó là giống y hệt luôn. Đó, trong nhà đó. Trong nhà đó là giống đó.